Và chỉ tầm 5 triệu thì tội gì chúng ta chơi lọc nhật phải không các bác? Đây, đây là một con lọc 5 triệu đến từ hãng ADC, nhưng mà nó rất là gấu, các bác sẽ thấy được phía trước một cái size rất là cao, size này tầm khoảng chắc 14 15. Và thiết kế của nó thì đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp, sang trọng ở chỗ có cái quai này. Các bác sẽ thấy nó xì kiểu như inox rất là sáng luôn. Mà chrome sáng sáng chon luôn nha. Con này cũng là hàng bay về nha các bác, trong cái lô hàng lọc vừa rồi. Đi chung với những ADC và BRS. Có thấy mé chắc bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam này. Nó mới như thế này, này. Và độ éo ánh của sản phẩm nữa nha. Là phi lưng. Tầm 5 triệu nha các bác, mỗi bế của nó là 2, 4, 6, 8, 10, 10 cân. Các bác có thể căn chỉnh bass, mic chép và nâng chất lượng âm thanh lên. Đối với những con lọc của ADC Mỹ thì chất âm nó thứ nhất là nó mạnh mỹ, lực căng tiếng hay là những chọn công vào, và tất cả các cái nấm nút cũng được hãng làm rất là tinh tế ở những bát kim cương và mạ chrome sáng bóng rất là sang. Thì mình đi đến xung quanh, tất cả là hoạt động hoàn hảo nha các bác, và chủ yếu máy nó rất là đẹp cho các bác thứ nhất là chơi và sưu tầm. Tầm 5 triệu thì những con lọc Nhật thì xin lỗi bỏ qua, không bao giờ bằng được những con lọc Mỹ được. Đây là đường input output nha các bác, và đây cũng đường input, đường output này. Thì chúng ta input qua đường tín hiệu vào, output là đường ra để kém xuống cái âm ly. Và con đây là hàng Mỹ nha các bác, điện 120V nồi, 120V nha. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, còn cả tem cả cờ này. Đây là ADC, giá 5 triệu nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em. Thiết kế đơn giản nhưng mà rất là gấu. Qua mới. Rồi, mọi chi tiết mua sắm sản phẩm con lọc ADC này thì các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại trên. Em gửi hàng tận nơi cho các bác.